Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, kỳ thi thứ tư cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 3 đã thu hút gần 93.000 bài tham dự. Riêng Gia Lai có 55.036 lượt dự thi, tăng 7.567 lượt thi so với kỳ thứ ba. Hai địa phương có tỷ lệ bài dự thi trên tổng dân số đạt cao là huyện Sapa và Chư Prong. Bên cạnh đó, Đắk Pơ và Krông Pa là hai địa phương có số bài dự thi thấp. Kỳ thi này ghi nhận số lượng giải trong tỉnh đạt cao khi có tới 12 trên 16 giải. Giải nhất, Vũ Phạm Thanh Lan, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cử, xã Ta Băng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Giải nhì, Đào Hoàng Minh Phong, 89-40-06, Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Thị Hằng, huyện Đoàn Gia Pa, huyện Sapa, tỉnh Gia Lai. Giải ba, Trần Trung Hiếu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Vũ Giang Nam, xã Gia Lâu, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Đỗ Quang Sĩ, phòng nội vụ Chư Prong, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Giải khuyến khích, Phan Thị Anh Thu, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nguyễn Thị Hiếu, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đinh Thị Hoài Linh, 80, Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Lê Thanh Thảo, 69 Nguyễn Du, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Lê Trần Hồng Loan, 175 Hùng Vương, thị trấn Chư Prong, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Phạm Thị Sen, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nguyễn Thị Quỳnh Mai, 171 Văn Cao, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đặng Trường Mẫn, phường Trà Vá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Võ Thị Nương, xã Ta Phang, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai. Nguyễn Thế Sơn Kiên, xã Gia Lâu, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Kỳ thi thứ 5 bắt đầu lúc 9 giờ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào 16 giờ ngày 5 tháng 4. Mời cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tại trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.